Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chào Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe tay ga của Honda này, của Yamaha này. Cho anh chị và các bạn mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có ông Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha, mời Kiều ạ. Hello các bạn, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều ha. Hiện tại Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Thái Quang nha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ và cho bạn những cái dòng tay ga này ha. Hiện tại thì Kiều đang đứng kế bên là một em AB160. Nhưng bản này là bản tiêu chuẩn nha các bạn nha. AB160. Hiện tại AB160 bên Kiều chỉ có giá là 53 triệu thôi nha các bạn. Mua góp thì đi trước khoảng tầm từ 6 tới 7 triệu thôi thể là góp được rồi nha. Bây giờ thủ tục cũng cực kỳ đơn giản luôn. Thủ tục thì bên Kiều chỉ cần là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi. Còn ví dụ như anh chị nào mà có nè bằng lái nè, hoặc là bảo hiểm y tế, hoặc là hộ khẩu thì bên em theo để Kiều hỗ trợ gói lãi suất thấp nhất nha. Rồi, mẫu này là cái bên là Kiều là mẫu bản này là bản đặc biệt để có nhiều khách hỏi nè, bản này. Bản này là bản đặc biệt nha. Hiện tại em này giá là 55 triệu mà bên Kiều giảm 1 triệu còn 54 triệu thôi cho các em này nha. Mẫu này đã bao gồm thuế VAT nha. Dòng này cũng góp được khoảng tầm từ 6 tới 7 triệu là góp được nha các bạn nha. Mẫu này chỉ màu cái bản đặc biệt này thì chỉ có một màu xanh này thôi các bạn nha, chỉ có một màu duy nhất thôi. Còn ví dụ như bạn nào muốn lên màu nhám như thế nào nữa, ví dụ như lên màu nào nhám thì có thể nhắn tin cho Kiều để Kiều lên màu nhám nha, nhưng mà màu đặc biệt này chỉ có một màu duy nhất thôi nha các bạn. Kỹ giùm Kiều nha. Rồi. Con này là giá nhiêu? Con này hiện tại giá là 55 nhưng mà bên Kiều giảm còn có 54 triệu thôi ha. Hiện tại và AB150 thì bên Kiều vẫn còn nha, màu thì vẫn còn đầy đủ nha. Hiện tại là này màu xanh này. Này, mẫu này là xanh 160, còn này là xanh 150 nha các bạn nha. Mẫu này hiện tại 150 và 160 hiện tại đang giá đang ngang nhau luôn là 53 triệu luôn nha. 150 đang bỏ mẫu rồi nhưng mà bên Kiều vẫn còn màu nha. Bạn nào mua thì vẫn có. Mua góp thì chứ khoảng tầm từ 6 tới 7 triệu thôi là góp được rồi nha. Okay. Này. Bên Kiều cũng còn 150 màu đỏ nè. Màu đen nè. Màu đỏ nè, màu đen nè. Đen này bên Kiều cũng có luôn. Đây này khách hàng hỏi rất là nhiều nha, cũng có luôn. AB125 nè. AB125 hiện tại bên Kiều có giá cho có là 39 triệu tới 42 triệu thôi nha các bạn nha. Mẫu này hiện tại bên Kiều là 42 triệu cho các em này nè. Mẫu này là mẫu đặc biệt cho các bạn nắm mắt hơn. Còn mẫu tiêu chuẩn thì có 39 triệu thôi. Hoặc các bạn lên cửa hàng thì nhớ nhắn tin cho Kiều hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp để Kiều hỗ trợ thêm 500 tới 1 triệu tiền xăng nữa nha. Rồi. Rồi, cái bên này thì Renio. Mẫu này hiện tại bên Kiều giá có 33 triệu thôi cho mẫu này nha. Đã bao gồm thuế VAT và dòng này mua gấp đi trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu là gấp được nha. Rất là đơn giản luôn. Hôm nay là Kiều báo mỗi ví dụ như mỗi xe này bạn nào mua xe nào hoặc là lên màu nào hoặc là mua khi nào mua thì nhớ nhắn tin lại để Kiều báo giá nha, tại vì không biết giá xe mỗi ngày nó đều khác nhau hết. Nên là bạn nào mua thì nhớ nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá liền nha. Rồi, cái bên Kiều là những cái em mà Mio này là 125 nha. Mio hiện tại thì những các bạn nhỏ, tướng nhỏ này hoặc là những cái anh muốn độ xe thì mua rất là nhiều luôn ha. Mẫu này bên Kiều chỉ có giá là 26 triệu thôi nha các bạn. Chỉ có 26 triệu thôi ha. Tại giảm rất là nhiều luôn nha. Mẫu này, cái dòng này mua góp thì đi trước khoảng tầm bên Kiều khoảng tầm 1 2 triệu thôi là góp được. Đơn giản lắm, 1 2 triệu lấy xe về luôn nha các bạn nha. Chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi nha là được rồi. Nè. Bên Kiều màu thì bên Kiều rất là nhiều màu luôn nha. Cái này là Kiều báo màu zin nha. Còn ví dụ như các bạn lên màu AD thì thêm Kiều khoảng tầm từ 1 tới 2 triệu dùng Kiều nha. Này. Màu thì bên Kiều có rất là nhiều luôn nha các bạn. Nè, hỏi nè. Quá trời màu luôn nha các bạn. Màu quá trời. Nói chung là nói màu zin là bên Kiều có đầy đủ luôn. Còn màu 3D thì các bạn yêu cầu màu gì thì bên Kiều sẽ lên màu đó ha. Rồi. Bên Kiều có danh nút nè các bạn. Danh nút thì bên Kiều chỉ có là giờ hiện tại là chỉ có 31 tới 33 triệu cho các màu thôi nha. Màu thì bên Kiều có đầy đủ hết thì cứ thích màu nào thì cứ click vô đeo hoặc là muốn lên màu nào thì kể Kiều lấy về nha các bạn nha. Quá trời màu luôn. Mua góp thì đưa trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi là góp được rồi. Còn ví dụ như bạn nào mà tài chính đang eo hẹp thì có thể nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ tối đa luôn nha các bạn nha. Rồi. Nè. Quá trời màu luôn này, nói chung là quòng quá trời, cứ màu riêng là đồng giá cho Kiều nha. Còn thích màu nào nữa thì click vô và nó anh mua màu này hoặc là miễn số ở đâu để Kiều hỗ trợ báo giá miễn số hóa đơn cho anh chị luôn nha. Rồi. Bên Kiều có future. Future hiện tại bên Kiều chỉ dao động là khoảng tầm từ 29 cho tới 33 triệu tùy theo màu thôi, riêng màu trắng là 35 triệu Kiều nha, màu trắng nha. Màu trắng 35 giảm 34 thôi. Dạ. Future này cũng trả chất cũng đơn giản lắm, anh chỉ cần đưa cho khoảng tầm từ 2 triệu thôi là có thể góp được nha. 2 triệu thôi là góp được rồi ha. Vario 160. Vario 160 là bên em hiện tại là đang giá sàn luôn. Đúng rồi. Những cái mẫu mà Vario 160 bản CBS màu zin á thì chỉ có 48 triệu thôi và ABS thì chỉ có là 58 triệu thôi nha các bạn nha. Giảm 1 triệu, còn tất cả những điều giảm 1 triệu hết nha. Và các bạn chỉ có màu 3D như thế này nè, các bạn chỉ thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 triệu tới 2 triệu là được rồi nha. Những cái màu 3D thì cứ tính thêm màu thôi ha. Còn làm biển số ở đâu thì cứ cộng biển số vô nha. Mua góp thì để cho khoảng tầm từ 5 tới 6 triệu là góp được rồi. Rất kỳ đơn giản luôn ha. Giờ mua xe thì đơn giản hơn rất là trước rất là nhiều luôn ha. Thủ tục nè, rồi giấy tờ cũng đơn giản nữa nha. Rồi Vario 125 này bên Kiều hiện tại là 122 Vario 125 2022 và 2023 đều có nha các bạn nha. Giá thì nó sẽ lệch nên là bạn nào thích mẫu nào thì lấy mẫu đó nha.
Vario 2022 thì bên Kiều hiện tại giá là chỉ có 44 triệu thôi. Và các bạn lên màu 3D á, thì thêm khoảng tầm từ 1 triệu cho tới 2 triệu cho Kiều là được nha. Thì bên Kiều là những cái mẫu này là đều mẫu 3D hết nè, quá trời màu 3D luôn ha. Và những cái dòng này thì cứ đưa gấp cũng được tầm 3-4 triệu thôi là lấy được rồi nha. 3-4 triệu lấy xe về được rồi. Thủ tục thì cũng có như đó thôi, chứng minh hoặc là bằng lại, chứng minh hoặc là có công dân thôi ha. Màu quá trời màu luôn. Các bạn nè, cái dòng này nè, hiện tại là đang rất là hot luôn, như là giảm giá rất là nhiều luôn. Anh chị nào mua thì tranh thủ mua sớm nha. Rồi, quá trời màu luôn. Rồi, quá này, những cái màu này bên Kiều lên 3D nè, những cái khách hàng này nè. Những cái màu này thường là khách sẽ hỏi nhiều. Ví dụ như là bên Kiều lên sẵn để chân đây, còn ví dụ như anh chị nào lên là có liền luôn. Còn hoặc là ai muốn đặt màu nào thì bên Kiều sẽ đặt cho màu đó ha. Và cả một số màu trong kho nữa nha các bạn nha. Cứ thích màu nào thì cứ nhắn tin cho Kiều để Kiều gửi màu qua nha. Rồi, có SH nè các bạn. SH hiện tại thì 125 thì bên Kiều chỉ có giá là 80.500 thôi nha các bạn. 80.500. Mua góp được chứ khoảng tầm cho bên Kiều là khoảng tầm cỡ 15 triệu là lấy xe về được rồi nha các bạn. 15 triệu lấy xe về được rồi. Có cái em mà màu xi măng này nữa các bạn. Mẫu này là mẫu của 150 ABS các bạn nha. Hiện tại mẫu này là giá là 115 triệu cho Kiều nha. Mẫu này. Màu đen. Đúng rồi. Màu đen hả? Màu đen cũng vậy luôn, màu đen cũng làm giá luôn. Màu đen là màu của 125. 125 hiện tại là cũng giá là 85.500 luôn. 80.500 chứ. 80.500. Còn Winner X thì hiện tại giảm giá thì những cái dòng mà CBS á thì bên Kiều chỉ có giá là 32 triệu thôi. Còn ABS thì 34 triệu nha. Cái dòng này thì cực kỳ đưa trước cực kỳ rẻ luôn, đưa trước khoảng tầm cỡ 2 triệu lấy xe về được rồi nha các bạn. 2 triệu lấy xe về được rồi nha. Cái lên màu 3D là cứ thêm 1 triệu cho Kiều là được. Những cái mẫu này là mẫu ABS nè các bạn. Mẫu ABS là mẫu zin nè. Màu zin là 34 triệu thôi. Còn các bạn lên màu như thế này nè. Đó những cái màu trong đó thì sẽ thêm 1 triệu cho Kiều là được nha. 1 triệu thôi. Mua góp thì đi trước khoảng tầm cỡ 2 triệu thôi là lấy xe về được rồi nha. Rất cực kỳ là đơn giản luôn ha. Này, đây, có một em ad 150 mà bên Kiều nơi này lên 3D nha các bạn. Xanh là xanh 3D. Ad 150 thì bên Kiều chỉ có giá là 42 triệu thôi ha. Giảm giá rất là nhiều luôn rồi. Còn các bạn lên màu như thế này thêm cho Kiều khoảng tầm cỡ 1 triệu là được rồi nha. Nó sẽ dao động khoảng tầm 43 triệu. Và các bạn mua góp đi trước cho bên Kiều khoảng tầm cỡ 2-3 triệu thôi là góp được rồi nha. Giờ mình đi trước cực kỳ ít luôn, mình lấy xe về thôi. Rất là đơn giản luôn ha. Màu thì bên Kiều có khá là nhiều màu thôi, nên là anh chị nào có thích màu nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ gửi màu qua nha. Còn với cái dòng mà SHMO thật sự là giảm giá, mà giảm giá đến Kiều lính bất ngờ luôn, có giảm gần 10 triệu mười mấy triệu một chiếc luôn mà. Hiện tại là những cái dòng mà ABS như thế này nè, bên Kiều chỉ còn giá là 65 triệu cho các em này thôi. Những cái bản cá tính ABS này chỉ có giá 65 triệu thôi. Và những cái bản CBS như thế này nè thì có giá khoảng tầm 55 triệu thôi nha các bạn nha. Rất là rẻ luôn nha các bạn. Cực kỳ rẻ luôn ha. Giảm rất là nhiều luôn. Và đưa góp đi cho Kiều khoảng tầm cỡ 10 triệu lấy xe về được nha. Chỉ có lên lấy 10 triệu lấy SH về nha. Còn bạn nào lên cửa hàng thì nhớ nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá thêm mẫu xe nào nha. Lên thì nhắn tin cho Kiều trước hoặc là số điện thoại để Kiều hỗ trợ tiền xăng cho các bạn nữa nha. Quá trời màu luôn nha các bạn. Nói chung là màu zin là bên Kiều có đầy đủ hết. Cái màu AD thì các bạn thích màu nào thì bên Kiều sẽ lên màu đó thôi ha. Quá trời màu luôn nha. Cả 160 này. Quá trời màu luôn. Chỉ việc là lựa màu thôi ha. Đó là giá xe. Thì anh chị có nào mua những cái dòng nào thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo cho anh Kiều để mà Kiều hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho Sĩ để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.